Huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định chỉ đứng sau Pep Guardiola ở Anh. Với hai danh hiệu ở hai mùa giải gần nhất, Erik ten Hag tự tin khẳng định mình chỉ chịu xếp sau Pep Guardiola trong top các huấn luyện viên xuất sắc nhất ở Anh. Trả lời phỏng vấn gần nhất với The Times, Erik ten Hag đã được hỏi về cảm xúc sau khi giúp MU vô địch FA Cup ở mùa giải trước. Huấn luyện viên người Hà Lan nói: "Tất nhiên, tôi thấy tự tin hơn nhiều. Câu lạc bộ này đã không giành được danh hiệu nào trong 6 năm trước khi tôi đến. Ở hai mùa giải gần nhất, MU đã giành nhiều danh hiệu nhất ở Anh, chỉ sau Man City của Pep Guardiola. Vì vậy, tôi nghĩ câu lạc bộ đang ở một vị trí tốt. MU có thể đánh bại mọi đối thủ. Với Man City và Liverpool, chúng tôi thậm chí còn thắng họ nhiều hơn một lần. Quả thật, Ten Hag đã giúp MU chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm. Trước khi huấn luyện viên 54 tuổi đến Old Trafford, lần cuối Quỷ Đỏ giành danh hiệu là khi họ thắng Ajax 2-0 ở trận chung kết Europa League mùa 2016-2017 dưới thời Jose Mourinho. Ngay ở mùa giải đầu tiên, Ten Hag đã giúp MU vô địch Carabao Cup. Đến mùa trước, ông cùng các học trò lên ngôi ở FA Cup sau khi đánh bại chính Man City của Guardiola. Như vậy, Erik ten Hag đã giúp MU giành hai danh hiệu ở hai mùa gần nhất. Xét trong thời gian này, họ kém Man City 6 nhưng không nhiều cúp hơn mọi đội bóng còn lại ở Anh. Dường như ten Hag đã quên Liverpool cũng giành hai chức vô địch Community Shield ở mùa 2022-2023 và Carabao Cup ở mùa 2023-2024. Còn lại, Quỷ Đỏ đã nhiều cúp hơn Arsenal 1, Chelsea 0 và Tottenham 0. Sau chia sẻ trên, ten Hag cũng đã tiết chế lại khi nói: "Dù vậy, Man United vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chúng tôi cần kiên định hơn để tạo ra văn hóa chiến thắng cho đội bóng. Không chỉ văn hóa chiến thắng trong phòng thay đồ, các tiêu chuẩn cao hơn cũng cần được đề ra cho mọi cấp trong câu lạc bộ. Dù đã giúp MU giành hai danh hiệu, Erik ten Hag vẫn làm chưa tốt ở các đấu trường chính. Sau mùa đầu tiên cán đích thứ 3 tại ngoại hạng Anh, ông cùng các học trò đã bị loại ngay ở vòng bảng Champions League ở mùa vừa rồi. Tại ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, MU chỉ về đích thứ 8. May mắn cho Quỷ Đỏ khi họ vẫn được dự Europa League mùa sau nhờ chiến thắng ở FA Cup.